Ngoại tình bắt đầu từ đâu? Bất luận bạn là đàn ông hay là phụ nữ, đã kết hôn rồi thì đừng tùy tiện nhắn tin tâm sự với người khác giới. Bởi vì một khi tình cảm đã nảy sinh thì sẽ làm tổn thương tới người bạn đời của bạn, tới cuộc hôn nhân của bạn và thậm chí là tới chính bản thân bạn. Đừng mượn một danh xưng nào đó để hợp lý hóa cho việc phản bội bạn đời và hôn nhân. Chúng ta đều là những người trưởng thành, cũng đừng bao giờ nói rằng là bạn có quyền, có bạn bè. Một khi đã có gia đình rồi thì bạn bắt buộc phải giữ chừng mực và khoảng cách với người khác giới. Khi đối phương thể hiện có thiện cảm với bạn, nếu là một cái người mà có giới hạn thì bạn hãy từ chối cái cuộc trò chuyện để tránh gây rắc rối cho bản thân. Bạn cần bảo vệ hôn nhân, giữ gìn hạnh phúc gia đình và cho người bạn đời cảm giác an toàn. Là phụ nữ thì bạn không thể biết được mục đích của việc trò chuyện giữa đàn ông và phụ nữ là hoàn toàn khác nhau. Là đàn ông bạn cũng không thể biết trước được khả năng kiểm soát của bạn sẽ đến ở mức độ nào. Tuy yêu cầu tâm sự của đàn ông và phụ nữ khác nhau nhưng kết quả đều như nhau, đều không mang lại kết cục tốt đẹp. Phương nói như vậy có đúng không nào?